này bên ăn cơm gì đây là bún á cả nhà, bún khô nè. Đây là có chén nước bên này cả nhà. Cái hồ đốt rồi. Nêm. Gia vị là người ta nêm đầy đủ trong đây cả nhà. Sáng mùng 5 đang cầm hến người đấy. Cầm hến ở Huế. Đường Trần Quốc Khải. Trần Quốc Khải thành phố Huế nha. À, mình review cho cả nhà xem nha. Quán này đông. Quán cầm hến này là đắt nhất ở Huế đó cả nhà ơi. Cơm hến đen rồi nha, cơm bùn hến đen. Bùn tối vậy hả? Bùn tạm. Này, mỗi 15-50 khỏi thôi. Mà chị thư thế. Cơm hến đen 31 Trần Quốc Khải cả nhà ơi. 31 Trần Quốc Khải thành phố Huế. Cơm hến đen. Đứng sát bên mới có ăn nha. Ba mươi mốt Trần Quốc Khải thành phố Huế rồi nè. Thấy không, thấy cho người ta sắp hàng chưa? Sắp hàng kêu rồi. Bà chủ là làm liên tục luôn nè. Không mở tay nữa. Đặt hàng rồi nè ơi. Rồi đứng bên kia mới có nha. Thấy không, ăn cơm hến mà thấy không, em bé khóc luôn. Thấy giống hội chợ cả nha, giống hội chợ á. Đi ăn cơm hến mà thấy giống hội chợ không? Thank you.
Rồi nha. Vô ra tập nập ở đây rồi. Người đây vô là người đây ra là người khác vô. Ở đây mà không tranh chỗ là cũng có chỗ ngồi ăn luôn. Đứng dậy là mất chỗ cả nhà đây. Một tô 12 ngàn cả nhà nha. Cơm 12, bún 12 ngàn một tô. Người này đứng dậy đi ra là có người khác đi vô sắp hàng cả nhà. Nó đứng sắp hàng mà kêu. Tụi bay quanh nè. Đứng sát bên nha, phải có ăn nè, còn đứng sát bên là kêu là tiếng hồ cũng có. Cô này không áo đen không, giờ áo đỏ không, cái nhà thấy không? Sạch vô ra liên tục, con này đông lắm. Đông nhất Huế nha. Ngon nổi tiếng nhất ở Huế cả nhà ơi. Sắp hàng dài cả nhà thấy. Tình tiền đấy luôn chị ơi. Đây hai tô bụng, hai tô cơm không? Tô bụng tạm. Rồi. Một tô 12 ngàn cả nhà. Tô 12 ngàn, bún 12 mà cơm 12 nha. Đấy, ba mẹ con mà chín tô là biết luôn rồi. Không, đây là bạn ngươi là mày ngươi kia kia lần, mày ngươi kia lần ăn. Đi bộ cũng lần về ăn, mà đang ăn được chín tô nữa. Ôi. 18 hả? Ừ. Đông kinh khủng không? Khoảng tầm đến đen cả nhà ơi. Ở Huế. Phải đứng sát bên kia mới có nha. Đường gì anh ơi? Đường gì á? Đây, comment đấy cả nhà ơi, hấp dẫn.
đặt hàng kinh khủng của cả nhà. Thấy không? Ăn mà phải đứng bên với con, kêu với con. Xong rồi giờ đi về cả nhà ơi. Hai tô rồi tôi bún một con tôm rồi. Đông không? Cả nhà thấy không? Quán này là nổi tiếng nhất Huế đó. Nằm ở đường Trần Quốc Khải cả nhà nhé. Cơm hến đen. Thôi bye bye cả nhà nha. Đường này đường Trần Quốc Khải cả nhà. Đi ăn cơm hến đen 31 Trần Quốc Khải, thành phố Huế. Sao người ta đi vô tấp nập luôn, vô quán cơm hến tấp nập luôn.